Rồi, chào mọi người đến kênh của mình ha, Hàng Nhân Chọn Lọc ha. Rồi, mọi người xem nhớ bấm đăng ký kênh cho mình ha. Đăng ký và nút like ra cái chuông á, mọi người bấm vô thì sẽ clip sau mọi người sẽ thấy ha. Rồi, hôm nay mình có một số món đồ mới như cũ ha. Mấy món đồ này là những người, có mấy món đồ cũ là những người khách đặt cọc á, kêu chuyển khoản mà cuối cùng đợi hoài không thấy. Thôi, mình giờ mình bán luôn ha. Rồi, sau nếu mà khách quen thì mình mới ship code nha. Còn khách nào chốt chốt mà lạ phải chốt phải chuyển khoản là chuyển khoản ha, chứ đợi những cái món đồ mà có nhiều người ta mua mà không bán rồi cuối cùng đợi thì không bán được. Rồi thôi vậy mọi người cũng thông cảm cho mình ha, khách quen thì mình sẽ ship code, còn khách lạ thì nếu mà ship code thì cọc thẻ mình ha. Rồi cảm ơn. Rồi mã số 1 vô cái tô nè, đây Aaron, đây nặng khoảng 4,2 kg mọi người ha. Số 3 là 1/2 ha, Aaron nè, mã nó là 35 ha. Đó. Đây mã số 1 bán 900 ngàn nha. Rồi. Ngàm nó còn khá ok mọi người ha. Có đen đây luôn. Rồi. Đó, quay cho mọi người xem. Mình cũng chưa vệ sinh luôn á. Đó. Đó. Tước cho người xem nè, cái ngàm của nó khoảng 9, đây khoảng 9 phân rồi ha. Đó. Nó mở ra được khoảng chừng 9 phân luôn ha, mở ra được nữa đó. Rồi đây 9 phân rưỡi ha. Rồi cái đè nó mọi người ha, bề ngang 4 phân ha, bên này 4 phân rưỡi ha. Rồi đó, ok ha. Rồi khá đẹp, nó có đầu kẹp giữa luôn nhờ ha, ngàn răng nó nè. Đó, còn khá đẹp ha. Đây có chút này chút xíu cấn do bãi không sao ha. Rồi mang cho bằng dưới thôi nè, đó chưa vệ sinh luôn nha mọi người. Đó cho bằng cái số ha. Đó đây quay nha mọi người ha. Này giờ mọi người chỉ có vệ sinh cho nhớt vô là ok nha, mình cũng chịu lâu sơ thôi, tải thôi về rồi. Đây đây ngàm nó khá kích ha, à nó quay được nha mọi người ha. Đây đó quay ha, đó, đó. Quay cho mọi người xiết lại ha, đó xiết lại cứng ngắc ha. Rồi nặng 4,2 kg nha mọi người ha. Rồi bán mã số 1 Eto Aeron nè, 900 ngàn ha. Rồi tray ha, có mâm tray luôn. Rồi, rồi đây nó có đồ kẹp ống nữa ha. Đó. Rồi mã số 1 bán cái Eto 900 ngàn ha. Rồi mã số 2 cũng cái Eto luôn, đây Lucky ha, hiệu Lucky à, bán 350 ha. Con này nặng khoảng ký 8 cho người. Đây nó có đè luôn, đó cho mọi người xem. Đo cái này trước đi. Bị ngang nó khoảng 7 phân rưỡi ha, ngày 75 đó. Cái đè nó khoảng 5 phân ha mọi người ha. Đó. Bị ngang cái đè khoảng gần 5 phân luôn. 5 phân rưỡi ha. 5 phân 2 đó. Rồi. Đây. Mở ra được cả rồi người mình xem 6 phân thôi mọi người ha. Đó đó cái ngàm đó nè, đây kẹp còn dính gì ha mà ha. Đó, ok ha, đây ở giữa nó cũng có cái đồ siết ống nữa ha. Rồi cái từ cái này mình coi nó siết được mở ra được hết cỡ nhiêu nha, cái đồ siết đó nè 4 phân thôi mọi người ha. Đó quay lên nè, nó con này nó khác
cũng chưa vệ sinh luôn. Lucky, hiệu Lucky ha, không da băng nhưng mà Lucky của hàng bãi Nhật luôn nha mọi người ha. Đó. Đây có cái đè luôn. Đây, đè còn khá kích ha. Đó, người chiếc cái làm đồ nhỏ ok nha người ha. Đây, hình đó. Rồi, bản số 2. Mình bán cái to Lucky 350 ngàn nha mọi người ha. Bản số 2 ha. Rồi. Rồi, bản số 3 đây. Mình bán 150 luôn nè. Cái này kẹp hay cảo vậy nè ha. Đó, này mình bán giùm cho ông bạn á. Đó, bán 150 luôn ha. Bản số 3 nè. Đây. Mình quay này mình cũng không biết làm gì luôn. À, chắc kẹp đồ kẹp nhiều rồi đây. Để anh mở hết cả được nhiêu. Bốn phân hơn ha. Đó, mở lên được bốn phân nè. Chiều ngang của nó đây. Khoảng 13 năm ha. Chiều cao của nó đây. Khoảng 10 phân rồi ha. Đó. Này mở được 4 phân nha mọi người. Đó. 5. Đó đây. 4 phân ha. Rồi xoay xuống nè. Đó, mọi người kẹp gì kẹp ha. Rồi mọi người thấy có công dụng gì mọi người sẽ... cái này mở ra được nữa mọi người ha. Đó. Không thấy đầy chữ ha. Rồi, bản số 3 bán cái kẹp cảo vậy nè. Số 3 là 150 ngàn ha. Rồi, số 4. Số 4 mình bán một cái kèm bấm nè, kẹp gì nè. Đó, bãi về luôn, chưa vệ sinh về luôn. Bán 200 ngàn nha mọi người. Đây. Argo nha mọi người, da băng ha. Đó. Đó. Đó, da băng ha. Đó, Argo. Đây. Kẹp cho đó, nó kích thước cho mọi người xem. Tám phân nha mọi người. Đó. Chiều dài của cái này là khoảng 8 phân luôn, 18 thôi mọi người ha. Đó, tới cái đồ chỉnh nè. Đó, Argo ha. Đây. Mọi người kẹp gì hàng gì ok đó ha. Đó. Ha. Đây. Ngoài hình nó vậy ha. Rồi đó. Đó ok. Đây. Đó này kẹp hàng hay gì đó mọi người. Cũng như bạn ơi mình không vệ sinh luôn. Đó người gì mua về vệ sinh đây. Còn ok. Đó. Hiệu Argo ha. Đó. Người xem coi có gì kẹp được gì kẹp ha. Nhưng mình nghĩ cái nào nếu mà làm hàng làm gì á, kẹp này là ok mọi người. Nhật nó thiết kế vậy luôn đó. Đó. Rồi. Mã số 4 bán cây kèm mình bấm da băng Argo 220 ha. Đó, mã số 4 ha. Rồi, mã số 5. Mình bán 160.000 nha. Đây. Đầu chuyển khoan da băng vít nè. Đó. Anh thử khoan cho mọi người xem. Đây nè, bấm dít mọi người gài vô nè ha. Đây. Ha. Mở ra nè. Đó. Ha. Rồi dàn vô. Ha. Đó. Đây. Không thấy cái thứ, không thấy số gì ha, nhưng mà cái này mình hay bán mọi người. Đó, chưa vệ sinh luôn. Đầu đó nè, mọi người xem nè. Này từ 1/16 là tính là từ 1.5 đến 13 mọi người đây. Đó, 1.5 đến 13 ha. Đó, cũng chưa vệ sinh luôn thì mọi người về coi đó. Không có hiệu gì ha. Nhưng mà hàng bãi Nhật. Rồi mình cũng báo bán mấy cái này rồi. Bản số 5 bán 160 ngàn ha. Cái đầu chuyển khoan ra bắn dít ra khoan ha. Bản số 5
Rồi cái này mã số 6 này. Đó này, số 6 hả? Đúng rồi. Mã số 6. Đây, mã số 6 mình bán một cái giỏ nè mọi người ha. Đây. Đó, giỏ này bố luôn nha mọi người ha. Đó, mọi người xách nhà này. Đó, rồi để chú nè. Đó, này làm công trình là ok luôn. Này giống như mua để lâu quá mình cũng không có dùng nữa, thôi bán luôn. Rồi. Bán mã số 6 là 200 ngàn ha. Đây, coi kích thước mọi người xem. Đó, khá rộng nha mọi người. Để nó chiều cao cho mọi người xem. Khoảng 30 nha mọi người ha. Đó. Kéo lên khoảng 30 đó. Đây. Nó chắc lên. Đó. Tới đấy luôn à, đấy đó, đấy nè. Từ đây tới đây khoảng 30 nè mọi người ha. Tính từ cái móc của mọi người đây ha. Đó, 30 bề ngang đây. Bề ngang lọt lòng tới hai cái sắt là khoảng 37 nha mọi người ha. Đó. Rồi. Đó, 30 ha. Rồi cái này lọt lòng nhiêu nè. Lọt lòng 24 ha. Đó. Rồi, bố nha mọi người đó. Để nha mọi người không xài thì bỏ vậy ha. Đó, đi vô công trình đó bố nè. Ok ha. Đây của nó cái gì đây nè. Đó. Đó, người bỏ đồ gà nặng vào vô xách đi công trình ha, kéo lên đó đây. Người xem ha. Này của Nhật luôn nha. Còn khá là ok đó mọi người. Rồi, đó mọi người sắp lại nè. Ok. Bố nha, mọi người xem. Bố khá tốt đó. Rồi. Này làm công trình đi hay là lựng đồ gì á, đó. Đó gọn lắm mọi người. Đó. Sắp vô họ lên. Rồi, 200 ngàn nha. Bán túi 200 ngàn quá rẻ. Đây, mã số 6 cái túi ha. Đồ nghề 200 ngàn ha. Rồi mã số 7 đây. Mình coi về bừng mấy cây mở phe nè mọi người. Bán 120 ngàn cây ha. Đây. Này là có tăng chỉnh được nha mọi người. Đó, nó còn ốc rồi nè. Mình mở ra nè ha. Đó. Đây, mình đo cái lỗ nó nhiêu cho mọi người xem ha. Rồi nó chắc một ly đó mọi người. Đó. Ly ha, cái đầu nè. Rồi. Mở ra được nhiêu. Có 18 mọi người ha. Đó, phần 8. Đó. Đó. Đây. Đó, tăng chỉnh nè mọi người. Cái này là hàng nó hàng Nhật luôn mà nó chưa đóng số nha mọi người ha. Khá chất lượng, nhìn nó thép nó ok. Đây mình đợi cái thước mọi người xem. Chiều dài khoảng 16 nè mọi người. Đó. Mở ra là khoảng bao nhiêu? Đó. 18 ha. Đó. Rồi. Đây. Mọi người chỉnh vô nè. Này nhìn nó cũng chất lượng đó. Đó. Rồi xíu rồi tới chặn đây ha. Nó cử. Đó. Đó, cây nào cũng vậy ha mọi người ha. Thì ai mua cây nào thì nó như nhau rồi trong lô vậy đó. Bán là 120 ngàn cây ha. Đó, kèm mở phe. Đây, mà tăng ra nè. Đó. Nó giới hạn mình đó, đó ha. Đó. Hết cỡ là 18 ha. Đây, mở hết cỡ luôn rồi. Hai mươi đó mọi người ha. Mở hết cỡ luôn. Hai phân á. Đó. Đó. Rồi. 120 ngàn cây ha, mình có 4 cây như nhau mọi người. Đó. Rồi mã số 7, cây mình mới phải 120 ngàn cây. Rồi mã số 8 đây. Lít dao là 2 cái 120 ha, mà nó không có hộp thôi mọi người ha. Rồi mình còn mấy cặp bán luôn nè, bữa có mấy anh nào anh hỏi thì đăng lên đó rồi. Yêu ít cô ha, đó, đổ cái túi mọi người xem. Chiều dài nó khoảng 13 nha mọi người ha, đó. Người rõ rau đây nè, đó liếc nè, đây, đó giống như cô gái Nhật này, nè. Đó,
Đó, kéo ha, để kéo đây. Đây. Đó, mình giữ lại một cái hộp rồi hai mấy cái thôi tại hộp giờ bãi rách hết đây. Rồi bỏ dao vô đây. Mang dao băng nào ha, Elko nè, Kenda Elko nè ha. Đây. Đó, hai cái chấm hai nha ha. Đây bỏ vô nhà này của nó nè. Đó. Rồi, bán hai cái lưỡi dao là 120 ngàn ha. Hai cái ha. Không có hộp nha mọi người, lưu ý cho mình nha. Rồi. Bán số 9 đây. Bán một bộ đục nè, 450 mọi người ha. Đó. Bộ đục luôn, 450 đây. Có bao luôn. Rồi, 1 2 3 4 5 6 7 8 cây ha. Rồi, đo từ cây cho mọi người xem trước ha. Rồi, chiều dài cây này khoảng 18 nha mọi người ha. Đó. Bề ngang nó khoảng một tấc mốt ha, một ly một đó, đây em giúp cho mình ha, đây lưỡi cô ok ha, có đóng số đây nè, đây có đóng chữ gì đâu đây nè, này có chữ này. Chữ gì sắc đây nè. Đó, chữ ha. Đây. Rồi đến đây ha. À, cây số 1. Cây số 2 đây. Trên thì cũng có không thấy chữ. Nói chung lọ bỏ luôn rồi ha. Đây là chiều dài cho mọi người xem. Khoảng 19 ha, 18 năm, 19 ha. Rồi cái lưỡi đây dài khoảng 7 phân ha. Đây. Chiều dài của nó khoảng 6 phân ha. Đó. Đây cái số 2 ha. Cây này chắc nó cũng có chữ mà nó bị xét xét ha. Không thấy nha, coi như không thấy ha. Rồi hai cây. Cây này. Rồi cây này có đóng gì ở đây nè, số hay gì thôi ha. Đó. Để lấy nét cho mọi người xem. Đó, đóng số gì đây nè. Đó, mũi nó à, mọi người về coi bài lại ha, mình để nguyên luôn rồi nó rồi chiều dài nó 21 ha, rồi bề dày của lưỡi nó là khoảng 5 phân ha mọi người ha. Đó. Rồi cái số 4 cây này cũng không thấy chữ gì ha. Rồi cây này nè chiều dài nó 21 luôn ha. Đó, bề ngang dày của nó nè, bề ngang của nó khoảng 8 phân ha, chiều dày khoảng 4 5 phân luôn ha. Rồi cây số 5 nó chiều dài nó khoảng 16 năm ha mọi người ha. Đó, chiều ngang đó đây cái lưỡi đây, bề ngang nó khoảng 15 14 ha, 14 luôn. Đó, dày 8 phân ha. Đó, cái này cũng không thấy chữ gì. Không biết nó xét quá không này nè. Rồi. Cái này có chữ ha. Có cây có cái công trong cái bịch đó luôn mà nó xài. Đây. Đó, xem ha. Rồi, nói cái thước 10 xem. 18 ha. Bề ngang của nó khoảng 24 ha. Dày khoảng 6 phân rồi ha. Đó, lưỡi nó nè. Rồi. Cái số 2, 4, 6, cái số 7 đây. Cũng giống vậy luôn, cái này cũng có chữ luôn ha. Ngay có chữ luôn ha. Đó. Rồi, chiều dài mọi người xem. Chiều dài khoảng 21 ha, 20 ha, thì ngang 24 dày khoảng 6-7 phân ha. Rồi cái cây này thì nó mất cái đuôi sắt này mọi người ha, một cây. Rồi cây số 8 cây này cũng có chữ đúng ha, cho cây dẹp này có chữ, cây vuông nó lại không có chữ ha. Đó.
ha, mọi người về mài sơ đây còn bén. Đây, chiều dài của nó đây. 21 ha. Đi ngang. 35 ha, 35. Rồi. Dẹp ha. Rồi, mũi nó khoảng 33 36 7 ha. Đây. Rồi. Rồi 8 cây bán 450 thôi người ha. Đó, có bao vậy ha. Người xem lại mình. Có cây nó mất cái đít sắt ha. Đó, trong hộp vậy luôn. Rồi gấp lại. Mua. Đó, bán nguyên hộp vậy. Đó, bịch vậy thôi, có dây cột vậy nữa rồi. Rồi. Bộ đục mã số 9 450 ha. Rồi, mã số 10 bán 250 nữa mọi người. Đây. Kentut nè. Đó, cái này đo dây mạng gì mình cũng không rành nữa, nhưng mà thấy mới quá. Hiệu Ken chút nè ha. Đó, mọi người tra cho mình nè. Đây. Về. Bấm mã này vô nè, Ken chút nè. Rồi mày bấm vào VDV 512 gạch 101 lại ra ha mọi người ha. Đó, này cũng Mỹ luôn nha. Đây. Mình có trong hộp mình chưa khui luôn. Đó. Đó, mọi người xem kỹ. Đó. Xài gì được mà xài. Cái này đo cáp hay đo gì nè mọi. Đây. Đây, số 1 nó là gì nè, test remote nè. À, số 2 là test remote nè, đây. Số 2 đây, đây. Nó có đầy đủ luôn á mọi người. Đó. Rồi số 3 là test luôn nè. Số 4 test nè. Đó, mấy cái đầu test đó mọi người. Đó, battery cap nè, số 6 đó. Là pin của cap nữa rồi ha. Rồi, số 6 đây. Đó, có đầy đủ trong đây ha. Mọi người xem nè, đó đây nè. Đó, nó có thông số đây nè. Xài pin 3A nè mọi người ha. Gì nè. Đó, test boot gì đó, adapter cho mọi người xem đó. Đó. Test dây rồi đèn rồi ha. Test, nói chung là test cáp đó mọi người. Đó, hiệu này của Mỹ luôn nha, USA Mỹ nha mọi người. Đây. Kentut nó hiệu này cũng Mỹ ha. Thức chiều xe ha. Đó. Lên đoạn cái tước này. Tại mình không có khui luôn nha mọi người, còn mới luôn á. Đây chiều dài của nó khoảng 14 năm ha. Đó. Này để sưu tầm hay gì cũng được, nó người rành thì đó. Đây, người xem kỹ đi, nó có hướng dẫn trong đây nè. Người rành thì mua về, còn mình bán thấy mới thì mua thôi. Rồi. 250 ngàn ha, đồ test cáp nhìn hiệu Kentut nè. Đó, bấm vô đây nè. Đây là lên cái gì nè, đo thông hay gì đó, nói chung là. Rồi, bán mã số 10 hiệu Kentut nè, đồ test cáp hay gì nè. Đó, người xem kỹ nha. Chứ mình cũng không rành đâu. Nhưng hàng này hàng Mỹ, Kentut là của Mỹ ha. Đó, nó có 3 tiếng nè, tiếng Anh nè, tiếng Tây Ban Nha nè, tiếng Pháp nè ha. Đó, xuất cho mấy thị trường nè. Nó sơ là thị trường châu á. Đó, hiệu hãng này nổi tiếng của ấy luôn á. Rồi, mã số 10 bán là 250 ngàn ha. Rồi. Mấy món này. Rồi, mã 11 đây. Mình bán một cây mài khuôn ha mọi người ha. 400 ngàn nha. Mã 11 ha. Đây, hiệu nó đây. Remail đó mọi người, đó tắt lút là 742 nè, mua đèn nó 1.100 ha ha, đó Mexico ha, của Mỹ nè, này của Mỹ nhưng mà sản xuất tại Mexico ha, đó hiệu Remail đây, đó cái này là mọi người nè, giữ lại nè để lấy mũi ra nè, đó đó dặn mũi ra nè đây. Lấy mũi ha. Rồi. Mọi người thay mũi vô nè. Đó, dặn cứng lại ha, thả người ra ha. Rồi điều tốc luôn ha. Đó, để mình đợi cái tước. Nhưng mà không có sạc nha mọi người, cái này cái âm dương nè mọi người, về câu vô hay gì mình không có nha, nhưng mà bãi về nó vẫn chạy nè. Đó. Điều tốc nè. Đó.
Đó, đều tốt, ok ha. Đó, số 10 nè. Đó, tắt nè. À, mình không pin thì mọi người chế về. Đó, giống như mài đồ nhỏ mấy. Đó, mọi người mài đây. Em test cho mọi người xem luôn nè. Đó, mọi người mài trong cái gì đó. Thay lưỡi thôi nha, cái này khá gọn luôn á. Đó. Để mình đọc trước mọi người xem. Mười hai năm ha. Đó. Chiều cao của nó là khoảng 10.5 ha. Đó. Tới cái này là 12 năm ha. Rồi. Đây. Nút này là nút mở khóa ha mọi người ha. Đó. Nút này nút chạy nè. Điều tốc ha. Đó, mọi người làm cái ngõ ok ha. Cái này hàng khá xịn á. Tắt nè. Đó. Rồi thay lưỡi luôn ok ha. Rồi mình bán vậy ha. Cái này không có đồ sạc. Mùi có đồ sạc thì ỉnh nó vô nè. Đó, nó sạc ngay đây nè. Mình bán vậy thôi. Còn ai về chế ha. Rồi mình dự bao test tới đây ha. Còn ai mở ra chế thì chế nha. 7.2 nha. Đó, chế sạc được chế. Pin còn cầm luôn, mình chưa tháo ra luôn. Đó, ok ha. Rồi bán 400 ngàn nè, mài khuôn remail. Đó, khá gọn luôn người. Rồi mã 12 bán cây xịt hơi nè, 250 nha. Đó, bữa test đăng cho canh nào nổi thì mình bán nè. Đó. Mình ra băng nè. Đó, dạ bằng ha. Đó, đầu này thì đầu cao áp mà mọi người gắn dây vô đây siết rồi cũng xài được không ha. Còn thôi mọi người có bỏ này ra thay cái đầu. Rồi, để không có mình kiếm cái đầu mình cho luôn tặng luôn nếu mà mua. Rồi. 13 năm ha. Khoảng 18 ha. Đó. Này là hút thổi trợ lực luôn rồi. Nó lấy gió để thổi ra mạnh lắm nha. Đó rồi. Da băng ha. Không có hiệu nhưng mà mấy anh da băng. Đó cái đầu cáp ha. Thích thì mình để mình kiếm cái đầu để mình tặng luôn cho nếu ai mua. Tặng tàu tàu thông dụng á. Rồi 72 bán 2.5 ha. Rồi 73. Bán cái giò xịt nước nè người, không có đuôi luôn ha. Mình còn mấy cá bán luôn là bán 180 ha. Đó. Đây. Hiểu nữa nè, Senior vậy nè. Đó, khá mới ha mọi người ha. Đây. Còn mấy cái bán luôn nè, mọi người gắn cái đuôi thường vô cũng được, không biết. Đó, mọi người gắn. Không có đuôi ha. Rồi. 6 phân nè. Dài khoảng 11 ha. Này là mới chưa xài mà do nó lão hóa, nó tan antimon nó rồi, không sao ha. Đó, nhưng mà như mới. Rồi, 780. Không đuôi nha mọi người ha. Đó, còn mấy cá bán luôn nè. 73 nè. Rồi, 74 đây. Đây, 74 bán 280 nha. Đó. Đây, cái Tiger nè mọi người. Đó, đây. Đây. Cho mọi người coi trước là gồm nè, đó cái nắp này ha. Rồi, một cái này ha, giống như cơm văn phòng mọi người. Đó, người đừng cơm đi công trình ăn cũng được đó. Đây. Cái này đừng canh gì ha. Đó, cái nắp nhìn ha. Đó. Chưa vệ sinh luôn á mọi người. Người về vệ sinh. Đó, còn mới đây. Nắp ha. Đó, thùng ở đây, mấy da băng ra ngoài nha mọi người. Cho bạn ha. Rồi, đây đóng luôn. Rồi. Đó, mình đo cái kích thước này trước cho mọi người ha. Đây. Chiều sâu của nó đây. Khoảng 19 nha mọi người ha. Đó. Bề ngang của nó đây. Khoảng 12 ha. Rồi, mình đo cái ngang này trước tiên nè. Cái ngang này của nó nè. 11 ha mọi người ha. 8 phân rưỡi ha. Rồi, một cái bỏ vô.
Cái này của nó là này, chiều ngang của nó là khoảng 10 phân ha, sâu nó luôn xuống khoảng 6 phân ha, 50 rưỡi, 6 phân rồi đó. Rồi đậy nắp lại ha, đó, nó có nắp mà, đó, nó dặn lại ha. Rồi bỏ vô. Rồi đây, này giữ chắc cũng nóng lâu quá mọi người, nó thấy đó, 10.000 khoảng 10.05 ha, 11.05 ha, sau nó khoảng 4 phân ha. Đó, dặn lại ha, dặn lại khá kín đó mọi người, giữ nóng vừa cơm nữa. Rồi cái nắp này ha, để lên đó. Rồi dặn lại, có dây đeo luôn nha mọi người, để bên đây nó có để đũa mà nó không có đũa ha. Đây. Đây. Rồi cái thước chiều cao của nó nè, 23 ha mọi người ha. Đó. Đây. 12 ha. Rồi. Đây mã của nó đây. Tay máy da băng ha, là WC-750 đó, có dây đeo luôn nha mọi người. Dây đeo để mình đo coi. Từ dưới lên dưới đây khoảng 61 nha mọi người ha. Đó. Rồi. Mã 14 bán 250. Rồi mã 15 bán 120 nè. Mã 14 mình bán 208 với lộn. Rồi mã 15 bán 120 ha. Đây. Bình của Nhật luôn. Đây máy da băng nè. Mình lựa da băng mình lấy ha. Rồi mình đo chiều dài. Cái này mình nãy mình thử là khoảng nửa lít đó mọi người. Đó. Chiều dài của nó khoảng 24 ha. Thì ngang của nó là khoảng 6 phân ha. Ngoài nó hơi móp chút nha mọi người ha, không đáng kể. Này máy da băng đây. Đó, tâm trố của nó ha. Nửa lít nha mọi người ha. Đó, đây. Nó có đây ngoại hình đó mọi người xem. Đó, dưới đít nó có móp chút không đáng kể. Đây. Hiệu voi luôn ha. UC vui. Đó, mọi người dặn ra nè. Đây. Đó, này đã uống ha, mình chưa vệ sinh luôn. Đó, này mình thử nước là đây, mọi người xem trong đó nè. Còn khá ok, mọi người về vệ sinh ha, đổ Coca rồi xong rồi đổ Coca rồi vô mọi người. Rồi. Rồi đó, đây nè, này có ly uống luôn ha. Đó. Rồi, của Nhật là yên tâm rồi. Rồi bán mẹ bình này ha. Đây. 15 ha, bình giữ nhiệt, rồi 120 ngàn ha, nửa lít. Rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp lại ha.